Ủa Ngân, sao con không nằm nghỉ đi? Nên cô muốn ngồi dậy cho khỏe một tí. Mà chú đưa con vô đây hả? Nam mới cầm được con vô đây. Con sốt miên man mấy ngày rồi. Con đã nói chú đừng có tới tìm con nữa mà. Tại sao con tình cảm với chú mà luôn xua đuổi chú là sao? Hai chuyện đó có liên quan gì nhau đâu chú? Có liên quan chứ. Không ai yêu muốn xa lánh người mình yêu. Ai yêu nhau mà không muốn ở bên nhau? Nhưng mà nếu như ở bên nhau vui vẻ hạnh phúc được một ngày, sau đó con phải dằn vặt cả một đời. Chỉ cần được ở bên con, đối với chú đánh đổi bằng sự đau khổ cũng xứng đáng mà. Nhưng mà con khác chú. Chú có thể làm cho mẹ của chú đau lòng, nhưng con không thể làm cho mẹ con đau lòng thêm bất cứ lần nào nữa. Chú đi về đi. Chuyện gì rồi cũng sẽ qua mà. Rồi chú cũng sẽ quên được con. Chúng ta nên buông tay nhau ra đi. Đừng bao giờ tới tìm con nữa. Tình trạng con khỏe, chú mới đi về được. Bây giờ con mệt lắm, con chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Coi như là con xin chú, đừng bao giờ tới tìm con thêm lần nào nữa. Nhưng mà chú không yên tâm khi con còn bệnh như vậy. Chú đi về đi, con mệt lắm. Đừng có tới tìm con thêm lần nào nữa hết á. Chú mà còn tới đây nữa, con sẽ bỏ đi thiệt đó.